Hello, hello, xin chào cả nhà buổi sáng. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán bông trang, kênh Hoa Kiển Kim Trang của bên em. Sáng hôm nay em sẽ bứng mấy cái cây con kế bên cái gốc bông trang trắng lớn này ra chậu, từng chậu từng chậu cây con nhỏ để giao cho khách nha cả nhà. Cả nhà cùng xem video cho vui tham khảo. Rồi khách hàng nào đang cần bông trang trắng thơm lá lớn này, hoặc là yêu thích cái dòng bông thơm này, thì hãy comment ở bên dưới để đặt hàng. Bông rất là thơm nha cả nhà. Hiện đang có hộp luôn nè. Đó, bông này sắp tàn rồi nè cả nhà. Đây, cái bông này hôm trước mình cũng quay phim cũng chuẩn bị tàn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bứng mấy cây bông trang nha cả nhà. Đây, mình đã mò nhổ được một cây, bứng lên cây con khá là cao. Cả nhà trồng tầm từ 6 tháng á, là sẽ cây sẽ lớn và cho hoa nha cả nhà.